Xuất phát từ yêu cầu cấp bách trong việc phòng chống dịch COVID-19, Bộ Công an đã chủ động xây dựng và vừa cho ra đời phần mềm khai báo y tế mới với nhiều tiện ích trên nền tảng dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là giao diện của hệ thống khai báo y tế mới được Bộ Công an phát triển trên nền tảng dữ liệu quốc gia dân cư. Công dân sẽ thực hiện kê khai thông tin trên website có tên miền là sứckhoe.dâncưquốcgia.gov.vn thông qua thiết bị di động, điện thoại thông minh hoặc máy tính kết nối với Internet. Ở đây có rất nhiều mục để người dân khi thực hiện khai báo y tế phải điền vào. Sau đó người khai báo sẽ nhận được một mã QR code. Những thông tin kê khai sẽ được kiểm tra đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, do đó tăng tính chính xác, đặc biệt là tránh được gian dối trong quá trình khai báo y tế. Yếu tố quan trọng nhất và sự khác biệt của hệ thống này với hệ thống khác đó là công dân kê khai đầy đủ tất cả các thông tin, ví dụ nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi lưu trú. Và Bộ Công an sẽ sử dụng cái thông tin đó để đối chiếu và kiểm soát công dân. Theo Bộ Công an, điểm khác biệt nữa của hệ thống này là qua khai báo y tế, quản lý tập trung di biến động của công dân trên toàn quốc. Khi phát hiện F0, F1, hệ thống sẽ đưa ra lịch trình di chuyển của F1 cách chính xác, giúp các cơ quan chuyên môn nhanh chóng khoanh vùng truy vết. Hiện phần mềm khai báo y tế này đã được đưa vào hoạt động và thử nghiệm tại hai địa phương là Hà Nội và Quảng Ninh. Thời gian tới đây, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Y tế ban hành các văn bản quy chế, cách thức vận hành trên thực tế tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trong cả nước.